Thì xin chào bà cô chú anh chị và các bạn. Chào cả nhà. Chào cả nhà đồng đội ơi. đồng đội. Chào cả nhà cha anh hai ơi. Đợi chú ba mấy thôi. Giờ ta chú ba nghĩ đồng đội rồi. Cái thôi bữa nay dở được rồi. Chia phe với đồng đội đi. Bữa nay á thì đại gia đình tiền đi ngay cái Dũng nè cả nhà. Thấy cá quá trời cá luôn rồi. Mình đi mình chặt cuộn nha. Đây. Bớt rồi. Hôm nay mình có thêm đồng đội là tay lưới kéo. Chia ra ba người bên này, ba người bên kia cả nhà đang mình bọc bắt nguyên cái bài cá sặc này nè. Cá sặc ở đây thì nó ụt rất là nhiều luôn nè. Săn tao đi không xong nó tao lâu gì. Tao phân xuống đi bà. Lúng rồi nè. Lúng rồi anh bà. Hả? Lúng. Chia phe với bầu không hơn cầm này. Máy quay nha. Cho Phong làm việc. Mình không biết có cá gì nhưng mà trước tiên là tiền thấy có cá sặc rồi đó. Có cái lộn lớn không nghe bác Nam? Không. Sửa lại nghe. Nhìn nè, phao nào phân coi không? Chơi, từ từ phân coi. Lộn là mất bọc luôn đó. Đây nè, lộn đây nè. Không? Lộn đây nè, dạ lộn đây qua nè. Rồi. Ra im. Tới mé rồi bên năm chưa đi. Ai tặng cái mé? Anh yêu tặng hay gì? Anh yêu tặng. Anh yêu có biết đâu tặng. Nào đăng lên anh yêu mới thấy. Gọng qua bển nữa. Thôi cắt cái đây đi. Vậy hả? Ngay cái chỗ này là có cái dũng này cả nhà, nước là nhiều thôi, còn nó xung quanh đó thì nó cũng hơi cạn cạn hơi rồi. Bóp đi đâu vậy đó vậy bóp, kiếm ai ạ? Trả lời nè, đi kiếm cá. Anh ơi, cứu con bót kìa. Nó đâu rồi? Trời ơi, nó lộn hơn mình nữa. Trời ơi, bữa nay con bót nó đi. Cái đồ lôi xuống vực khẩm đi Phong, chỗ này sao nó vực khẩm mày? Bên đây vực khẩm chỗ đó cao. Hôm nay đi lội sình nữa. Nó nổi gì kỳ lên. Nó vậy đó. Rồi giờ há họng ra. Chặt cái này hơi cục rồi. Nó xíu rồi. Để gì đi. Tự nó tay tao mới hết rồi, chặt nhỏ nhỏ đi. Nó muốn đồng ngon quá. Ai muốn vô bờ bán. Để chứ, thảy lại đi. Kêu cởi lên chân bót kìa, để nắng cho. Chúc chị vô năm ơi. Sao thấy cá ở ngoài nhiều dữ vậy ta? Bắt hết sao được? Chừa lại mai mốt bắt nữa. Ừ. Đi giống đâu lại chứ. Tới rồi kìa. Hai chú cháu chặt bập đi. Mà nay mới chặt kìa. Ôi, cái gò ở đây. Để con đẩy ngoài cho ngoài lỏng nè. Không, cái gò. Dừng vô tới bé chưa? Rồi, tặng tới rồi đó. Đồ cái bánh chấm này chúng ta cũng nhẹ. Đồ đây nhẹ nhẹ nè. Đùa cái đó nó chuyện sao ở ngoài á. Ờ. Cái chuyện vô ngoài sáng máy đi. Rồi. Cái gì sáng máy để mở luôn đi. Đây có ở đây. Ở ngoài. Ờ, giúp chị vô đi.
miên chợ mua chai ngon dễ sợ. Bữa nay là lục bình ít hơn hôm bữa. Bên đây chưa có vô đó, bên anh Tư chưa vô. Vô luôn hả? Sắc mé luôn hả? Chặt cù này là phải đông dân chặt mới được nha ông bà cô chú. Cái chỗ này sâu được không biết, bao nhiêu cạn thôi. Cái xe lùi vô nè. Ôi tiền. Tiền lắm nữa 50 ngàn. 10 ngàn của ai nữa vậy? Vậy biết. Lắm nữa 60 ngàn. Có ai có tiền không? Của tao quá. Phải không? Ừ. Còn nữa không? 60 ngàn đủ chưa? Hôm nay bỏ túi quên. Tao một hồi đó thì cũng lội ngang được cái bờ này cả nhà ơi. Bây giờ tiền đứng bên kia nha. Mình lội qua mình được bên đây rồi nè. Giờ xem coi chuẩn bị kéo cá lên. Mấy cái dao chú ba có cầm không? Dao để dốc lên đó rồi thì tuốt bánh. Cái gì á? Cái lắp hả? Không biết có nhảy ra không? Ừ, luôn nhảy ra rồi. Nhảy ra chứ hả? Ừ. Nắm phao gì kia. Không biết cái gì luôn nữa. Dỡ lên. Rút đánh đi Phong. Rút cái cục đó ra đi. Từ đó giờ công kỹ nha. Ừ. Chặt quá trời đó. Cầm nha. Ừ, cầm rồi. Tóm lại đi. Cái gì ngoạn dữ rồi kìa. Được được cái phao con biết cái cầm đi đi coi. Dữ lắm rồi chú Ba. Ừ, vậy đó. Rồi là hết nhảy đó. Giờ Phong lại đâu đi. Đánh dồn bên này nè. Ở đây nó sao dồn được à, đánh dồn lại. Ở đây dồn lại anh Tư. Ở đây vũ dồn đi. Ở đây vũ dồn nên ơi nắng nắng ông không chịu vũ. Ông lên nắng nắng rồi. Nắm cái phao vô hết đi chú Ba. Túm rồi gần túm dài vậy đây anh. Vũ đi vũ rồi. Kìa kìa anh ơi đằng tiếp bác năm kìa. Úp cái phao lên đi. Ở cái gì dưới đó? Ở đó nha. Nè. Chuối ra rồi. Trời ơi sao mà để cái phao cái chị kỳ vậy? Nhảy ra hả? Chuối lên ra nhảy ra con rồi. Cái gì á? Cái lóc. Còn kìa kìa còn con còn con kìa còn con ui cái lục kiến xong nhảy hết con cả nhà ấy. Ồ ô này được con cá lóc nữa hả cha? Ôi cá lóc tửng cả nhà ơi nè đang con tao bắt đựng con nè. Chưa rủ lên lại lại đi cái thao để bánh hả? Nắm chì vũ rồi rồi. Rồi bắn lấy cái thao dưới cái kìa. Cầm vũ đi buông. Ngọc Ngừ đứng một bên. Đi tới luôn. Ừ. Rồi tóm hai cái luôn. Rồi bơi đi bắn đi coi. Mình đừng có dao nha anh. Vũ tới, mình vũ tới, mình dở tới. Mình banh lên đây, bắt anh cá một xíu đi. Có gái không? Chưa, để lấy đồ lại hả quên. Được cái lóc nè. Ở đây cha được con cái lóc. Đây được con cái lóc cũng nửa nửa ký vậy. Còn về phát năm nữa nha. Còn nữa nha. Đi hết con hả? Ừ, ừ đi hết con rồi. Ba gan con rồi. Rồi cha rất nhiều con lắm nè. Lóc lại thấy bự hơn, lóc này bự hơn. Bự không? Bự. Mò mò nữa nè. Lên mình lửa đi. Cao lên nó nhảy lên rồi. Để con lửa. Tao không biết. Rồi. Lửa lửa cho nó phóng ra đi tao. Ô sạc nhóc chân. Nhíu mà. Nhíu mà.
Hải vô đâu? Hải vô đâu? Để sao bây giờ đi. Cái chỗ này là bữa đó là sóng nước quá vô nước lên đó hai nhà. Gọc đé. Nè 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 nè. Ồ, bắt giọng quá. Hai con cái nha. Cá này bắt không? Cá ok hả? Bỏ đi. Vũ vũ qua đây. Hôm nay không có ngừng nước hàng nào chân bất nông. Không có đường. Chặt lộn nữa. Chặt nhỏ quá. Cá sặc tưởng nó bự ai vậy, cá sặc trời ơi cái chai. Chai rượu nè. Dạ anh con hả? Chặt nhỏ không quá. Chặt lý. Đang thẳng nữa, đang thẳng. Chọc ở đây, chọc ở đây. Con gọng đi. Đâu có gọng ở đâu rồi. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Trời ơi, cái hường gì nè. Ba. Có chồng vô đây lại nè. Cái sạc kìa bắt luôn. Ôi trời ơi. Gì vậy? Còn đúng nào không? Nó mới là khỏi gan. Đừng bắn lóc mà. Kẻ sặc bự kìa. Gãy móng tay luôn rồi. Còn cái sặc nó. Lưới nè. Nó rồi, nó rồi. Có một ốc lóc lát nè. Rồi. Đúng cái sắm luôn cái gì? Ừ. Cái sặc, cái sặc, cái sặc. Được ba con cá lóc cả nhà. Được cá lóc, được cá lóc bự hay cá lóc nhỏ. Lấy đi hết con cá lóc rồi. Đi con ngãi. Con hai hai con gì không biết nữa. Mới đầu có nhảy ra con nào không ba? Nhảy ra cái trọn cái bằng miếng cái gì nghe tủng đó. Thấy không? Thấy hoàng. Cái này là ốp qua đâu? Ốp bà bảnh hả đâu? Ốp qua đâu? Nhắm hướng đi. Ốp bà bảnh rồi đẳng luôn đi. Đưa cái dao đi. Dạ là chặt thêm một con. Ôi lên con năm con sâu đeo. Cái gì vậy? Sâu hẹt hay con muốn vậy? Sâu quá. Bọc qua đây sao? Sâu đeo á. Qua đây thấm rồi. Rồi quân sĩ đi đi. Dạ là chặt thêm một cái nữa nha bà cô chú. Cha Tiền thì đang cầm dao chặt dài dài qua đặng bung cái lưới qua. Bắt nằm với cha. Chặt cụ này là hai cái. Nhỏ nữa hả? Tại tại ông địa ông đi nhỏ rồi. Tại cha biết sao không? Hôm bữa nó vô nó múc á. Hôm bữa nó vô nó múc á. Rồi tới bà rồi, cái nhà nó vô đi. Cái thứ còn nhiều quá. Nè, được không? Kéo nhà nó luôn đi. Vô múc bởi vì chỗ thủng chỗ gò, chỗ thủng chỗ gò. Chỗ thủng chỗ gò, chỗ thủng chỗ gò. Ừ. Chặt đi. Đây dạ có lớn này nữa có ai gì ăn đó. Dân nó dọn đường vậy đâu dọn cái nhỏ xíu. Nhỏ hơn lớn nãy nữa. Còn dư lưới nữa nè. Lên chị bên đó luôn đi. Quá trời. Ôi dính con chó. Bò dính con chó. Chặt cừu dính con chó. Coi có chìm phao không Yến? Không. Bây giờ nó đi chặt cừu tiếp đi ông đó. Chị lên cái đó cho năm. Rồi. Rồi lên chặt cái này lên chị luôn đó ha. Chị tới đây.
Cưa ra đi lên đó gì cha? Cưa ra từ khúc lên đó gì? Ừ, cho kéo chị vô cái. Vô đàng hoàng, lên chị đàng hoàng đi rồi tức. Cái nãy lên chị cua ra. Trời ơi, trời. Cái bóp này. Ơi. Ừ, đúng đó, nó lội hoài. Có đường đi mệt. Đây nè con, đây, để thả ra đây nè. Thả lúc đó. Ồ, phải. Đó, chỗ đó ở đó đi. Ở đó sao rồi đó, đi nữa. Lần hồi về mới mệt, tao thở. Này kéo canh cưa cưa lên đây. Chị tới đây ngồi cái qua. Cậu phao trao cái tiền. Mỗi cái giờ chứ kìa, giờ đi không? Đó rồi, nó tiền thấy nó luôn. Ôi mới lậu qua đó nữa rồi, không lậu. Rồi tủng tủng hoài. Rồi có tàu chiều không em? Ngày giờ lại chặt lục bình ra nữa là mình kéo lên nó cái gì. Rồi nó máy cái gò này nè. Nước đá hơn nữa làm nữa. Rồi dịch lục bình ra rồi đó. Tắt chưa, dịch bình được chưa? Rồi đi. Đây. Giật lục bình ra xong thôi chút xíu nữa mình kéo lưới lên cả nhà. Kéo sao lên được. Thấy bao mé đi, chùm cái gì nữa. Ừ, gọn quá. Anh lên trên đây nè. Anh lên trên gọn luôn, ừ, dính lại. Ừ, ừ. Bót là bữa nay là nó đi theo nó đánh được hơi cá, nó ẩm nó lên là chạy xuống, ẩm nó lên là chạy xuống. Dũng mình nói sâu thôi chú ba. Dính con rùa. Chú mua con rùa. Rồi thế giờ ăn từ từ giờ bỏ trước. Gần hết chưa chú ba? Miếng nữa hả? Ừ, cái gì đây? Cái chốt. Không. Cái trà. Vô mày cắt cho con. Đùa đó. Có gì không cha? Gù. Dù bây dù. Lứa này nó vô luôn hả cha? Ờ, phía này có ăn vô. Có gì ăn đó đi con. Đụng cái lóc, rồi. Em. Ơi, dở lên, bung lên. Càng em càng nguy hiểm. Dở lên nghe, cao lên nghe. Để nó nhảy á. Cái sổ mình ăn con rồi đó.
hồi nãy nhảy phớt qua không thấy ha, không biết cái gì. Nhanh quá. Rồi, dọn qua coi. Rồi, dọn qua lại. Nắm chì qua luôn. Xong chị vô. Ờ. Ơ, đừng tôi không có phao. Bả trời bả. Bả dữ ha. Bả là có lương không? Ừ, cá lóc. Đâu 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 đâu. Rồi đâu, đâu vậy? Mới hay vậy? Nó lặn xuống rồi. Rồi đây rồi. Cao 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 lên để nó ngắn. Ủa có hường nha. Có hường nè. Vịnh vịnh bánh giá kìa. Ờ sao có hường quá trời, có hường vậy ta? Có cá sặc nữa nha. Mới hết đó. Đúng rồi. Kệ luôn dạng hình. Tôi dạng hình. Đúng rồi, có vài chú nào bắt nào vô là có lương. Nước mỡ, nước mỡ. Ừ. Một, hai con lặn, hai con lặn. Hai con luôn. Ây trời, nó nhảy lòng ra đâu. Cái gọng đằng kia kìa. Bỏ lên quà, ờ bỏ lên quà lấy lên lọc cho bắn. Dịnh 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 đi. Hai con lương lặn nó nhé. Lóc kịp dưới đó, lóc nặng lặn dưới rồi đó. Cá sặc kìa cha, lụm mấy cá sặc vô cha. Thu trên đó coi, giữ vị trí lại. Không, nó nằm ở trong ấy á, nằm trong bã nè. Rồi cứ sặc, bắt cái sặc đi. Sặc là sặc đẹp. Cho chừng lươn tọt nha. Hai lươn. Không kiến. Lươn tổn gì đâu mà kêu chân gà ôi. Ok. Không có lũng luôn hả? Lũng cái nào không mà không tiêu lươn hết rồi. Thì anh đưa gọng anh. Đưa cái lóc để trong cái gọng cái lóc này. Quảng không trời. Đường thấy cỏ gà. Nè cái lóc này đây, lóc này, lóc này. Bắt rồi á. Nhất rồi. Lóc, 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 lóc. Lưng, lóc, 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 lóc. Thì anh đưa cái gọng sát vô anh. Treo lên. Cái lóc đó. Đây, đây, đây. Rồi nhảy quên Hoàng ơi. Lương khó chụp lóc. Quéo, quéo, quéo. Quéo, quéo, quéo. Hoài nhảy vô. Qua chú ba kìa. Sao hoài vậy? Chơi trò chơi mấy chú tìm hả? Ơi, bắt cái lóc trước đi. Cái lóc cả nhà ơi. Ủa, lóc vậy bắt luôn. Cái mấy con lươn kìa. Một con lươn. Mấy con lươn? Còn con thấy gì mà? À biết mày nói hai con đâu biết đâu, thấy con một à. Con một. Dạ, dạch cái con nào. Dạ dạch ra, có gì còn nha. Sặc nhất nè. Dở cao. Mấy con cái sặc kìa. Có thấy lươn nào đó không? Thì cái sặc bự bự nhất hết trơn kìa. Thấy lươn cái quên mấy cái sặc hết à. Không có lươn. Cái sặc muối chiên ngon chết luôn. Ừ. Lụm cái sặc đi muối chiên. Muối chiên. Bự bự quắt đi nhỏ nhỏ bỏ con lươn một mỏi là hai con yeah. Trời ơi nhìn lên con lươn rồi lên sắc giả nước sắc giả rồi bên đây còn đây cũng đây còn bên đây nữa kìa chị còn bánh tụng nữa hả còn tụng bên đây nữa trời ơi làm cho mừng cái này thôi mừng thêm cái nữa cái gớ kìa cái gò mình ngắn cái gò mình chặn ngang đi đứng đâu đụng cái bắt được cái lông nhỏ hối hận rồi nói lụm cái lớp bự phải không để vũ lại đắng luôn đi nè bắt tém luôn hết vô cái mỏng giữ lại giữ lại ông Nam muốn buồn tình rồi đó nãy mới bắt chém ba ba nắm cái vàng phao anh ba ờ hóc lên ý kìa 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 gì vậy mơ trời cái chài ơi nó ủa ủa kìa 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 vô cái lóc bự anh em vô lóc bự rồi ủa ủa cái giận để đâu cái kìa gọng đi hả? Lươn nữa, lươn nữa. Cái gọng. Ơ đừng lươn nữa kìa. Gọng đâu không bắt bự vô. Bắt chứ. Bắt cái lóc bự kìa. Cái lóc bự. Bỏ hai tay vô coi. Bắt trước đi để nhảy. Cái này mới hết hồn mới rồi. Gọng nó đâu cũng mới hết hồn rồi. Hai con lên kìa chứ. Ủa đang con nó nè. Còn con kìa. Vô, vô. Vô, vô. Vô, hai con. Lươn nữa đó, còn lươn nữa. Còn lươn nữa. Với mấy con nó sạc kìa. Có, còn thấy con lươn kìa. Đó, đó, đó. Đó, đó, đó. Cua nó kìa. Đó là mẹ phốt á. Thấy ba lượm mấy cái sặc kìa ba. Cái sặc nhóc. Để cha bắt lươn cha. Cha cho bỏ hết đi. Đưa đưa đưa. Quéo. Cái gỗ. Quéo. Quéo. Không được, không được. Lươn này nhỏ mà có giỏi gì với ta. Kê gần vô cắn nữa rồi ba. Kê cạp. Dở 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 cái miệng ra trước đây, dở cái miệng ra. Ừ. Rồi lụm mấy cái sặc kìa. Méo hoài mà méo không vô.
Ai cũng chê cá sặc chân hả? Ôi này cái nhỏ lắm, mặn lâu lắm. Rồi, vô. Nó bự rồi, bỏ cái sặc. Được mớ cá sặc cả nhà ơi. Đâu, dở lên em coi anh. Ôi ôi. Cá lóc nè cả nhà. Nãy cái dao nãy không cái rồi. Gom lại bỏ vô thao nè. Giờ là được nhiêu rồi đó, giờ mấy hàng lương. À, bác cháu đi vô. Hàng lương còn quéo được. Được mớ cá sặc nữa nè. Rồi vô được rồi đó mấy năm ơi. Vô một khúc rồi. Cái này chắc cỡ khí ngoại cha. Được có hang lương thằng ngoài không có cái gì nữa chân ta. Hang lương mấy con cá lóc với mấy con cá sạc. Là ba rồi rút quân. Nhà ơi, hôm qua thì đi chặt cù ở cả nhà được mớ cá nè cả nhà. Cha tiền thì gặm nha. Hôm nay thì mới làm đồ ăn được, do hôm qua là trời tối quá. Được con cá lóc bận này với lại mấy con tẩn 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 nè. Giờ thì tiền hái hai trái bầu vô, mình sẽ làm món cá lóc hấp bầu nha. Dồn vô trái bầu luôn hả ba? Sẽ không cắt gì nè. Cắt khúc gì nè. Không để hình gì luôn. Để hình gì luôn nè. Cái em ba dạt cái đầu này đi. Dạt dạy nè, để cá lóc vô rồi úp lại. Úp lại rồi. Chứ mình không móc, mình đút vô rồi. Móc đút vô khó lắm. Nó trẻ em hai. Trẻ lửng vậy nè. Trẻ đúng rồi đó. Mình móc ra cái úp lại, trẻ bên thôi. Trẻ bên rồi. Trẻ ra luôn. Trẻ ra luôn hả? Trẻ bên sao em ba nhét vô được. Giỡn rồi. Nữa rồi bắt đầu mình lấy cái tâm cái mình ghim nó xuống vậy đó. Để cho nó đọng nước lại nó mới thấm vô trái bầu nó ngon. Để hết luôn đó. Đây cá lóc thì tiền sẽ hấp bầu con nha cả nhà, với lại mấy con nhỏ nhỏ thì tiền sẽ khô quéo. Con này hấp mình khúc nữa. Chuyển ừ đấy. Giờ là mặn cá xong rồi, giờ tiền sẽ quay ngang móc cái gục bầu này cả nhà. Trước tiên thì tiền sẽ khui như thế này nha. Khui là cái nắp vuông. Đây. Sẽ lớn nữa ha. Sao mà cho cái con cá nó nằm nước vô được. Còn nhiều. Làm gì nó nước còn nhiều. Hấp nước. Nước nó ngọt, nó ngon. Lớn hả ba? Đúng cá không vừa không? Vừa mà ha. Chắc con cá này mình phải khứa nó ra làm hai. Mình làm tới đâu mình tính. Không được sao rồi. Thế chợ làm đứt luôn trong mới lấy lên được. Công phu. Công phu lắm. Đó. Cái này mình lạn sơ đi chút mình đúp nó lại. Ủng nó ngon nè Trần. Bỏ này ủng nè. Ủng quá ha. Móc móc lấy cái đầu muỗng em ba, lấy cái đầu muỗng em ba. Ô ô ô. Vừa vừa thôi nghe, não ấy quá là nó bung cái này nha. Còn cái này chùi hình lại nha. Cái này thì mình sẽ làm cái đuôi. Này thì tiền sẽ hấp bầu như cả nhà. Mình đo cho vừa đủ cái bầu là bắt đầu là mình cắt. Do nhà tiền trồng cái bầu nó không có được dài cho lắm, cho nên là mình sẽ sử dụng vậy đi. Vậy được hai trái mày, nó dài quá tốt không trái. Còn cái này thì tiền sẽ khỏi tiêu. Cái nữa ngọt. Hấp cách thủy. Rồi bây giờ thì tiền với lại Hiếm Ba sẽ quay ngang để mà chuẩn bị cái sẵn hấp để mà hấp cá bầu cho cả nhà. Bên này thì cá kho tiêu, trước tiên thì tiền sẽ ốp cá kho tiêu trước đi cho nó thấm cái phần cá. Bóc luôn cho nó mau. Gió quá gió vậy, bụi lắm ba. Chuối. Nè em ba ướp cho giùm con coi. Tay
23 sọc. Bột ngọt. Ừ, 1 ký bột ngọt đi. Rồi, miếng nữa đi. Rồi. Thêm miếng củ hành vô, miếng nước mắm. Nước màu nữa em ơi. Hành lá. Gần hết cái gì? Chưa. Ủa ba có đợi nước mắm chưa? Rồi. Tự con gái gì có nhí nước mắm hả? Ướp ơi. Ướp hả? Ừ, ướp cho thấm đi nào không đó thi. Ừ. Dạ được. Ướp đủ gia vị đi nào kho đây nữa. Để mình để nhiều quá ướp màu không hết. Không thấm nước màu ha. Ừ. Đây. Đó, ngon rồi đó. Nào kho đi chứ mình bắt lên. Sang lửa qua. Rồi, tiếp theo thì mình sẽ quay ngang xử lý cái trái bầu cả nhà. Giờ trước tiên Tiền sẽ ướp cá trước. Rồi cho vô luôn đi em ơi. Tắm mua hạt lên. Tắm miếng bột ngọt. Tắm miếng nước mắm nữa. Xí thôi. Xí ớt. Mẹ lên nó mặn. Tiền trộn lên. Tiêu thì Tiền sẽ cắt lên lớp mặt nha cả nhà. Này hôm ba trộn một con đi. Cái củ hành này thì Tiền sẽ sắc ra luôn, hồi mình để vô trong cái trái bầu nha cả nhà. Mình sắc lát như này chứ mình không có bầu. Chia ra thành hai khúc bầu. Mình cái đuôi chiên nhau. Mình nếu không dài quá. Chứ dài quá với cá bự quá không có làm. Hấp cái bầu mình cục. Rồi để con cá vô luôn nha. Để con cá vô luôn chứ bầu. Đây. Mình để con cá này vô nè. Sử dụng tay mới được nha cả nhà. Vừa không hiểm ba ơi. Mình móc cái bỏ này lên chứ. Móc cái nào? Không, ừ, cái bỏ đó đó. Chạy được chắc không sao đâu. Tại vừa không? Được. Không vừa. Đây, Tiền cho cái củ hành lên nha. Tiêu luôn. Sắc miếng hành lá. Xay xay xay. Sắc hành lá luôn cả nhà. Tiêu nhiều nó thơm nó ngon. Bầu nó ngọt nữa. Cái nắp bầu đó rồi. Miếng nó được rồi đó các nhà. Được không? Cái miếng nhí nhí nãy đâu rồi? Gọt nha. Đắp vô. Ngược rồi, ngược. Rồi, hoàn thành. Tới cái phần đuôi cá, chắc phải phát thêm một miếng nữa rồi. Phát thêm một cái ruột á. Ừ, móc cái ruột. Con sử dụng tay luôn cho. Ướp đỡ đi. Đây bên kia nữa. Để sao không chia đồng đủ vậy? Bên đây thế nào? Đây. Cho nó thấm nó ngon. Bên này Tiền cũng sẽ để củ hành luôn nha. Này phải lấy cái này chim lại cho đừng có chạy. Để sát vô hai cái sát vô. Ừ, đó. Cái này nó cũng hơi bự nữa nè thấy không? Cái mâm này nó hơi bự. Chanh lá.
sáng lên. Rồi đậy nắp lại. Rồi giờ là mình đẩy lên mình hấp cách thủy nha cả nhà. Cho vô mình hấp. Xách cái nắp rồi bỏ ra rồi. Rồi bên đây. Ba sàn củi ra mà kho cá luôn. Cà đờ ném ba. Cho 2 cây 3 cây. Cái này là nó lâu lâu sôi lâu chín nữa. Gió quá ha. Cái này tôi gió. Cái này gió ngược không à. Lửa quá. Đưa ra cho. Đưa cái này nhắc nó cho con. Chó đủ hướng chân giờ hướng. Phải ngồi canh quay cái chảo hoài. Đây thì dở ra nữa nha. Ôi ôi chín rồi cả nhà ơi. Đây. Cá trong cũng chín rồi đó nha. Tiền để cho nó liu riu mình chờ nồi cơm chín. Còn cái phần cá này thì mình sẽ cho cái phần ớt với lại hành vô. Tiêu rồi vô. Thím ba thì đang làm nước chấm nha. Chào. Thơm lực cá lóc kho tiêu với lại bầu hấp chấm với lại chao. Rồi xong cơm chín là chuẩn bị ăn cơm. Rồi cơm cũng đã chín rồi, giờ thì xin mời ông bà con chú anh chị các bạn cùng dùng cơm với lại gia đình tiền nha. Hôm nay thì mình làm món mới cả nhà, cá lóc hấp vô trái bầu á, lại cá lóc kho tiêu chấm với lại chao nha. Đây giờ mình sẽ cắt cái phần bầu ra để mình dễ ăn. Nực nồng luôn. Dở cái miếng này ra đi. Wow. Thơm phức luôn. Cái này mình ăn nhiêu mình cắt nhiêu nha. Nước quá ngọt vậy. Ngọt ngay. Ủa nước nó lẻ. Ồ nước nhấp nè. Này hấp nước này ngon quá cha. Rồi mời cả nhà. Thử rồi. Nước đó là ghét. Ôi ơi thử. Cá chín này. Sợ không chín lắm, lâu lắm luôn á. Mời cả nhà cơm. Cái hàng mà gia đình. Bầu hấp chấm chao. Mời cả nhà. Ngon cha. Im. Để thử miếng cá lóc ăn. Cá lóc đậm. Bé Dư. Mời cả nhà có hấp bầu nha. Đi học. Còn chú Ba với bác Năm thì đi làm mà cả nhà, cho nên là không có ăn. Bầu tấm cao ngon ba. Tấm cao dài ở dưới nè. Cái gà nước nó ngọt lắm. Chân ớt lên trong. Lần riêng mới khoái cái ớt. Tại cái bầu bự quá cho nên là không có phanh được hết cả nhà. Cho nên là mình ăn nhiều mình sẽ sẻ nhiều. Cá nè ba. Thử coi cá nó ngọt không. Nãy giờ ăn nè. Con cũng chưa thử nữa. Cánh chao ngon, cá cánh chao ngon. Ngọt quá mẹ ơi. Thiệt đúng ngon luôn. Ngon mà. Bầu cũng ngon. Bầu cũng chèo. Cá này có trứng hả? Có. Có nãy có miếng trứng. Cá này chưa đẻ mùa này. Ừ, nó ốm. Cá mùa cá gì.
tuyệt vời quá. Bụng ăn cái gì không? Nóng nóng luôn ha. Nóng luôn. Để nguội ra không ngon. Bột tưởng là bầu một ai về bọn nó luộc con. Lấy luộc nó. Lấy vỏ nè. Lấy vỏ. Không lấy vỏ thì bẹp nó rồi. Ừ, sắp chín rồi. Là vừa rồi đó. Vừa ăn hết. Mềm quá không ngon. Vừa ăn, mềm quá không ngon. Cứng quá không ngon. Lấy vỏ giòn giòn á. Hả? Ăn cá này đúng không? Bên đó thì ngon á cái đuôi. Bên này cái đuôi nè. Quá nước rồi. Nè cha, nước ở đây quá trời nè cha. Nước cho con cá. Nó gõ xuống này. Gõ xuống như này. Như vậy nó chảy xuống đó chứ. Cái đuôi nè có thịt. Tắt cái gì rồi mà nó thức rồi. Nhỏ nó ngon, cái bà bội ngọt hơn, nó ngon hơn. Bóp vô. Bà bội nó già. Cái này nó giống. Cắt lại cái. Ừ. Chắc bà lớn ăn vừa. Bây giờ nó giống bầu rồi đó. Chắc cái nhỏ nhỏ bà lớn vậy. Ừ, ăn mới đã. Ủa. Mới đã. Ừ, mới đã. Có người thèm nữa. Thèm nữa. Sẵn dính dính bà chín bà ăn đây. Được nguyên cái đầu dài vậy nè. Bỏ nó vô hấp mới hấp dẫn. Đầu dài là nó không có bụng đâu à. Mình cái mấy cái lóc nhỏ hả? Dạ. Còn con bự. Bự bự hấp cá bự ra ăn mới ngon. Bự luôn mất mua cái đầu bự. Cái đầu không có bự đâu. Đâu giờ đâu ai bán bằng cá lóc đó nè. Bỏ nó nhỏ thôi mà. Nói là bầu dài thì nó ốm. Mua mình nấu là cái bầu dài hòn là ốm nha mà. Nha. Ngon quá. Ăn là lạ rồi, ngon ha. Chấm cái này nè, cá chấm chao cũng bắt lên luôn á. Ngon. Vậy cả nhà hôm nay thì làm món mới cả nhà ơi. À, cá lóc hấp bầu chấm với lại chao rất là ngon luôn. Ngày tiền cũng xin kết thúc video tại đây nha. Hẹn gặp lại cô chú anh chị video sau. Bye bye. Bye bye.